phải kêu bữa nay. Kêu bữa nay ha. Rồi trước tiên mình kêu được bao nhiêu xi măng rồi? Đây là 20 bao. 20 bao. Đây 1000. Ngàn. Ngàn thiên gạch, viên gạch. Ngàn thiên gạch rồi, ngàn viên gạch. Ừ. Rồi mấy cái này là cái gì? Cái ống. Cái ống để nhà cầu đó hả? Cầu dưới. À, cái này để nhà cầu dưới. Ngộ quá, ở đây nó không có đào xuống mà nó để nó đặt như cái ống cống rồi ta. À, đây là cống. Ừ. Thế ngày mai là tới năm người làm tạm rồi cắt tạm như đúng không thì đúng à làm lót xi măng lên cái đầu là để cái miếng gạch lên liền hồi nãy đi chọn gạch chỗ Ly Hải rồi chọn gạch ha nhiêu mét nhiêu mét không biết nữa để anh chọn màu gạch màu gì ơi màu dặn dặn vậy sao anh chọn anh không hỏi nhiêu mét trời ơi không biết vui mừng nhảy múa đời chuẩn bị có nhà nhà cầu nhà tắm mới lắp đặt đó kìa quá đã mừng ha nhưng mà tên gì quên này Nguyên nhảy kìa trời ơi biết nhảy luôn ha đâu nhảy một bản tặng bà con của bác coi à tặng rồi mấy đâu mạnh lên mạnh lên sẽ mừng dữ ha hát ơi hát bài chị qua hát hay quá trời nè hát cho mấy chú nghe thôi nhảy mắc cười không nhảy giống lăng quăng quá vậy cái này ba cháu chắc bên chính tắc của là đã kêu vật tư lại hết trơn nè quý cô chú anh chị nè nào là gạch nè đó dưới xi măng nè ngày mai là chuẩn bị khởi công nha ảnh vui anh làm góp gãn luôn vật tư là kêu nào với anh Tiên hồi nãy kêu là chú ngồi chú này hai giờ mắt hai mươi giờ trời ơi hai giờ rưỡi tối thụ á vật tư là làm liền luôn nắng tại tranh thủ cho trước tranh thủ ha anh Tiên tranh thủ liền ha tại thợ nói gạch màu gì nói chọn gạch màu gì màu vàng giả màu vàng hả con màu giả gỗ phải không giả gỗ ăn gỗ á ờ giả gỗ á ăn gỗ này đẹp là gạch bông đơn về luôn hả hả vừa có người tài trợ là đi kêu xi măng kêu gạch đá về liền quá luôn màu luôn trời ơi nhanh lẹ ha nhanh lẹ vậy hả ngàn cái gạch ngoài kìa xi măng là chắc ở đây nhà làm nhà vệ sinh rồi có mấy cái đây tại vì mình xây rồi vui đó hả quá vui rồi nghe nói nghe qua con ca cái bài gì đó đây là làm cái nhà vệ sinh gì nhân sinh quán hả ừ múa dữ lắm nghe mừng quá trời múa nè xi măng này mình kêu như bao là 20 bao 20 bao rồi gạch gạch là 1000 viên gạch còn cái này là cái hố đó ha ống cái cống đó ha cống để này nắp nữa nè để nắp cái đó là tự nhiên cái cống người ta đổ sẵn á nó có lỗ rồi cái này là khuôn thường người ta làm nhà lấy á nhà đúng nhỏ rồi. Nhỏ á vài chút nữa có cát đa một hai vô nữa cát còn cát đá nữa ha là bắt đầu là ngày mai là làm luôn đó ha tiến hành làm đó ha tại biết tao tại không thợ kêu cho nhanh Kêu cho nhanh ha thì hồi sớm thì mấy anh em thì cũng đã ứng trước hết 10 triệu rồi nên là có sẵn đó thì mình kêu trước mấy cái vật tư này đi ngày mai là bắt đầu là mình tiến hành rồi có dặn người ta sáng đem đồ gà đồ tới chưa hay làm sáng đi mua cúng mới được sáng đi mua ngày mai là cúng cái gì anh mà nói luôn coi ngày mai là cúng trà gọi gì nữa món bóng gà trái cây bông ha bông ha mình đốt nhang đốt nhang mình cúng ha cúng rồi mình nấu cơm cho thợ ăn giải thợ luôn hả để thợ mình quen ha. Thợ mình quen nghe nói bà con với anh á bà con là cái này họ được thưởng thức tay nghề nấu ăn của anh lại Tiên sẽ chỗ tài mỗi ngày luôn ha là thật sớm lãng mạn rồi chừng tối nay ngủ không được nữa hồi tối 3 giờ thức thì thế này chắc 2 giờ quá tính là 3 giờ rưỡi đây 3 giờ rưỡi ha chơi gấp gãn trời nãy mới trao ứng 10 triệu cái là đi mua liền trời chưa đầy từng tiếng rưỡi chứ gì gấp gãn vô liền luôn ha anh mừng á mừng dữ lắm luôn anh Tiên tại sao thợ kêu thợ kêu hay gặp tư điện lại kêu đi đó biết sao người ta làm chuẩn bị ngày mai người ta làm luôn làm đúng là ngày mai là ngày tốt đó mùng 8 là đúng ngày luôn rồi đó là khởi công là tốt lắm đó mà tối là nhớ lấy cái gì chùm mấy xi măng lại nha mưa tạt là tạt xong luôn đó để lấy có tấm ga nào không không có đi mua cái này là mưa là ướt hết đúng rồi mua cái bạc á mình che lại
mua hàng năm ba thứ không đủ. Rồi nửa đêm mà mưa tạt là ginh không ai ginh cho được đâu. Một bao đang năm. Nói chung rất mừng dùm cho gia đình anh Tiên ha mấy anh em. Trong thời gian vừa qua thì bà con cô bác cái đầu giúp đỡ đến thời điểm này là mà làm cái nhà vệ sinh cũng như là lót một cái nền đó là thấy tương đối là hoàn chỉnh là tốt đẹp rồi đó. Tốt đẹp rồi đó. Vậy là ổn lắm rồi đó. Khi mừng quá mừng. An cư thì mới lạc nghiệp được. Mà cái nghiệp đi đi kiếm bằng việc đi sinh. Nhưng mà quan trọng là phải định hướng cái tương lai của anh chàng lùng sau này nè, không có phải con đi con đường mưu sinh này nữa là cái đó mới thành công đó. Sao anh không bán vé số nó nhẹ nhàng hơn? Không dám bán. Sao không dám? Có ở đây mình bán vòng vòng đây thôi. Bán gần ở đây thôi. Được không? Nhìn cái bọn người bán. Đấy về bán mới được. Anh lái xe điện được không? Xe điện mà dành cho người giống như anh vậy nè. Không, không biết. Xe đó 4 3 bánh mà. Không biết chạy nữa. Không biết chạy luôn. Chứ mình nghĩ đi mà ảnh mà đi đi xin như vậy á, mà một ngày chỉ trăm mấy 200 mà bỏ tiền ra xe ôm hết 100 rồi. Rồi không còn bao nhiêu tiền hết. Còn không mở quán cơm đi. Đây quán cơm không được. Không được nữa hả? Đây quán cơm mà quán bán nước riêng được. Có bán này được nè. Mở tiệm vàng. Bán vàng luôn. Đó, bán vàng cái gái này bây giờ mắc quá. Ta không đó, bây giờ mình mở tiệm vàng đi. Ôi, giống gì đó, có xe kéo kéo vậy đó đi bán được không? À. Xe kéo kéo đó. Để chuẩn bị có lót gạch bông rồi ha, có nhà tắm rồi nữa, vui không Quyên? Gạch bông, gạch chiều có không đi học hả? Gà, đó một gạch chỗ này tới lát. Đẹp. Em con? Chọn ở trên này. Em con tới người già, con thì là giải quyết con cái gì. Mới có đi học không? Con đứng kế cha nè, con đứng sát vô đây nè, nói chuyện đàng hoàng. Vậy là cái chỗ này là mai mốt là hết sử dụng rồi. Mai là kéo kéo nước là ra ngoài kia là mình sử dụng ngoài kia luôn. Kia là nhà nhà vệ sinh mà chứ đâu có ấy được. Nhà vệ sinh, nhà tắm đâu luôn. Tắm chung luôn ha. Cái chỗ này còn đi giặt đồ á. Rửa chén đó. Nó đi rửa chén. Sáng coi thì người ta tráng xi măng bên phút nào đó để làm nhà cái gì gọi là nhà rửa chén. Cái bếp á, nếu mà còn dây xi măng á, ừ, sao làm luôn. Cái chỗ rửa chén, chứ giặt đồ. Còn xe tới kìa. Đó, xe cát tới. Xe cát tới kìa. Có chỉ ra chỗ chưa? Có chỉ cát bữa đâu? Có rồi, xe cát rồi tới. Chỉ chỗ rồi ha. Vậy là đầy đủ rồi. Đâu đâu dẫn tụi em ra ngoài đó coi cát làm sao lên tiên. Ừ, đây là xe cát tới. Tiên là cục dẫn ba cha đi kìa. Lấy thấy ấm rồi, có cha. Nóng chân. Đi dẫn rồi ra coi rồi ra coi coi chỗ rồi ông chủ phải ra chỉ đạo luôn nghe. Đây đi ra, đây ra đi rất là khó khăn rồi chú anh chị. Ôi tiên ơi, từ ra xe nha. Đổ đá ngoài luôn rồi đó, xe đá tới rồi, đổ đây rồi, đất tới rồi. Ừ. Để ngoài này rồi tối có sợ mất không vậy? Thiệt không? Đây, ông chủ thầu đây. Ông thầu mang dọn vô nè. Ông chủ kìa đó. Cái này mới mà giác vô hơi cực ha. Không có sợ không có chỗ. Không dám vô. Sao mình không phá cái hàng rào đó đây đi? Sau này có mua xe bốn bánh là chạy vô luôn. Làm cửa hay làm cửa luôn chứ. Sao mình treo gì ít xỉu à, mai cho thêm hả? Mời thêm, mày treo thêm. À, cái nhiêu đây làm chút xíu cái hết rồi. Rồi để đây rồi tối có ra giữ không? Không, không bắt rồi. Tối kêu Quyên ra giữ hay Quyên chứ thôi. Nó xúc hết á. Bắt có nghe. Không, không bắt. Không hai cho con nó ra giữ. Tối. Tối này tao xúc cái bỏ đi nó thôi. Lấy chiếu lấy mụn luôn đi. Ừ. Ngủ rồi, cho cánh luôn ha. Lấy chiếu lấy mụn ngủ nghe cánh nha. Quyên nó giờ cái tay lên thì cũng giống hệt cái tay của anh. Ờ, giống hệt luôn. Anh Tiên luôn. Tức là cái độ cong nó cũng giống luôn á. Để thẳng không được. Con ngộ tay giống hệt luôn ta. Để cho anh Tiên nó xúc đi được không? Làm được không? Nổi không? Thua hả? Thua hả? Thua. Bằng áo có tên cha luôn kìa. Thấy không? Có tên cha không? Tiên á. Du lịch Hà Tiên nữa. Hà Tiên luôn. Đi hòn hòn cụ tử luôn. Còn hai con.
có người phụ á, mới phụ á. Thương lắm á, bạn thương lắm mới phụ á. Bạn ngã đi. Bạn của anh Tân hả? À, bạn thân luôn hả? Dạ, bạn học ha. Bạn học là tới nhà bạn nhỏ luôn. Anh là bạn học luôn ha. Không học đâu mà bạn thân. Bạn thân. Rồi, hồi lớp ảnh chưa có vợ là ảnh có gậy không anh? Có. Có luôn hả chạy? Rồi, ghê hả? Ghê hả? Lại chia sẻ. Ghê quá trời. Ghê quá trời. Vợ còn phát hiện mệt nữa. Vậy là đó có bộ ha. Quá dữ. Ê nữa hỏi mẹ. Quyên thôi vô vô hỏi mẹ nha. Nói tao nữa. Đậu mới làm không được à. Mày đậu quá trời. Trời đừng nói mẹ nghe. Nói ba có gẹ em ơi khỏi làm luôn rồi. Đó có mấy người gẹ anh Tiên. Hả? Đó có mấy người. Anh Tiên hồi trước được mấy mối tình? Tình nhiều lắm. Trời nhiều lắm hả? Trời ơi. Nhiều lắm luôn. Bắt xô với trời. Trước mặt vợ là nói có mình nên vợ à. Anh phải say anh cười kìa. Nguyên Nguyên hỏi ba đó có mấy người. Đây là dấu bí kíp rồi. Nhân bìa đi. Nhân bìa mới được. Bí kíp dữ dằn lắm. Sáng nay anh Tiên anh anh chia sẻ để anh Toàn anh học hỏi rồi. Nói thiệt luôn hả? Nói thiệt luôn anh. Tại đó là có gậy thiệt. Trời ơi. Gậy nó có làm gì anh? Mọi người tại lại chơi. Nhỏ nhỏ còn dạy cho ba nói. Tại lại chơi lần què thôi. Tới 18 người vô nhà. 18 người vô nhà. Trời. 18 người vô nhà. Đã làm ở Sóc Sóc Si ở Sóc Trăng mình. Sao người ta ghen làm tao. Rồi nó nghe nó khóc. Rồi có ừ không? 18 người là có ừ lên nào không? Có luôn á. Trời ơi. Rồi một hồi vô, hỏi vô nhà thì vợ luôn nè. Vô vợ luôn. Kìa bà đứng dưới cửa nè. Rồi, bỏ mắt vô kìa. Rồi quá khứ mình cho qua đi. Qua đây hạnh phúc mà. Thôi đi vô trong nhà đi để nắng. Thôi vô nhà đi anh ơi. Để cho mẹ nghe nghe. Anh hát bài chữ cũ mình bỏ qua đi. Con gái nghe cha có vẻ xưa. Bây giờ là giặt tư có cô chính chị mai là bắt đầu khởi hành nha. Rồi thấy hẹn cô chú anh chị mở clip sau nha. Bye bye mọi người nha. Nên cái hình ảnh nó không được rõ nha. Tao đứng gần đống gạch thôi. Tại chứ xa chữ chỗ này tao bán gặp quen nữa. Quy tín nha. Điếm rồi ha. Cái cục để hàng rào đó, biết tối người ta có lấy không nè. Ai bữa là tôi tăng. Sợ mất này. Nó xin ăn rồi ha. Này có cái tấm con su gì nữa chưa? Là nó được lão kia mua thử. Vậy là chiều chiều mới dọn chỗ này ha.